mình đi dắt này cũng hơi trễ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Quốc Thịnh đang đứng ngay cây cầu xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay Quốc Thịnh sẽ review cái chợ An Phú Thuận cho các bạn, bà con, những người mà đã từng sống ở chợ này hoặc là ở miền Tây Châu Thành Đồng Tháp vào xem cái video của cái chợ An Phú Thuận. Bây giờ mời các bạn và anh chị cùng vào xem chợ An Phú Thuận. Bữa nay là ngày 12 tháng Chạp, gần sắp Tết rồi nha các bạn. Bên kia là chợ, bên kia là Ủy ban xã An Phú Thuận. Vì Quốc Thịnh mời cả nhà cùng xem nha. Đây là cái quầy chợ nha các bạn. Dạ. Cái gì bán đỡ không bán? Dạ, không chú ơi. Bán khó hả? Dạ. Vậy là thu nhập kém hả? Dạ. Có ảnh hưởng tới cái cửa tiệm mình không? Dạ. Tại vì dịch đó người dân sợ nên người dân ít đi chợ. Dạ. Hạn chế đi chợ. Dạ. Ok hả cô? Vậy là bán cũng chậm ha. Dạ. Đi chợ hả cô? Đi chợ cúng, chuẩn bị mua đồ cúng ha. Trước con táo rồi hả? Hả cô? Chưa mà. Chưa hả? Nó chợ. Con táo vậy, nay mới 12. 12 ha. Ừ. Bán rất là đủ đồ nha các bạn. Chợ quê mình nha, chợ An Phú Thuận nha. Cái gì ha? Dạ rồi. Hả? Dạ nửa ký. Bây giờ mình đi mấy cái vô dãy trong nha. Đó, dãy trong đây nè. Chợ này thành lập hồi năm mấy vậy anh? Năm 9 mấy. Ừ. Là anh bán nha. Anh bán thời điểm nào? Thì mới thành lập tới giờ luôn á. Ừ. Như vậy là bán cũng 20 năm mà hả? 20 năm rồi. Đó 10 ngàn đi ta. Mà không thấy năm nào như năm nay luôn. Vậy là thu nhập như vậy là còn chừng bao nhiêu phần trăm vậy anh Tám? Số đi chợ vậy được chừng 30% số người đi à. Yeah, mà mua lại mua nhiều không? Mua lại được nhiều không? Mua cũng ít. Rồi hàng hóa này mình đi bổ ở đâu hay là mình người ta đem lại cho mình? Có khi mình lấy đồ lẻ lẻ mình đi lấy ở Vĩnh Long, ở Tàu. Cái đét người ta chở xuống không mình. Chợ bán rất là nhiều đồ nha các bạn. Do tình hình dịch bệnh Covid, hỏi thăm bà con thì ai cũng đều nói cái sức mua giảm còn khoảng 30% nha các bạn.
Dạ. Thì đây giày quần áo nữa nè nha các bạn. Cô Hằng. Ở chợ của mình bán dừa khô rồi bánh tráng. Dừa khô thường thường đi chung với bánh tráng nha các bạn. Đó, bánh tráng đủ loại nha. Chợ ông Phú Thuận. Này rau cải đầy đủ. Bạc Hà nha các bạn. Cái chợ quê cái hàng hóa rất là phong phú, chanh đồ đầy đủ, bánh thêm mùi đó. Thì quần áo bây giờ rất là nhiều chứ không phải giống như cái thời bao cấp mà đó. Cái dịch bệnh này mình bán đỡ không cô, gần Tết rồi mà. Gần Tết. Mày lai lai à, lai lai hả? Rồi rồi đủ trang trải thu nhập đồ không cô? Thiếu ăn hả? Giờ ông xã làm nghề gì ở đây? Làm vườn luôn, nhờ có vườn tiếp ha. Vậy là bán ba so với năm rồi được bao nhiêu phần trăm vậy Hằng? Được chừng 30% không? Dạ. Do tình hình dịch bệnh ha Hằng. Ừ. Thịnh ngoài cái xã Huệ chú Chính Hưng trồng răng ngoài cái tàu nè. Dạ. Rồi cảm ơn nha cô Hằng. Rồi chúc dịch bệnh mau qua. Gia đình để người dân ít đi chợ. Sao? Gia đình đến ủng hộ chứ người dân ít đi chợ. À, cô làm sao với cô Hằng? Người thân trong gia đình. À, ủng hộ tiếp ha. Dạ. Chứ cái người mà đi chợ rất là ít. Trước ít, mấy ha. Ông chợ vắng. Quá chứ. Chợ vắng. Vắng hay soi năm rồi nhiều không vậy cô? Dạ đúng, nhiều. Chứ thấy ví dụ như năm rồi 80% người ta đi chợ, hôm nay chỉ 20-30% là dưới. Do trái cây nó rẻ hay sao cô? Trái cây rẻ rồi dân đi làm được. Công ty, những người hầu như ở khu vực này là người ta sống nhờ về nhà là đi làm công ty. Nhưng mà do dịch bệnh là người ta ít cái đi làm, người ta nghỉ. Công ty cũng nghỉ, không làm, rồi tiền thưởng rồi lại kêu thu nhập khách hàng thôi. Rồi, cảm ơn nha Hằng. Dạ bảy chín. Chợ rất là rộng, nhiều cái khu nha. Thì mình quay sơ cho các bạn xem. Bán đủ đồ hết. Tiệm vàng cũng có. Giờ bên đây có luôn. À, chào cô, mình ở đây quậy là tên gì cô? Dạ. Mỹ phẩm Lam Anh. Mỹ phẩm Lam Anh ha. Bán so với năm rồi sao cô? Dạ năm nay bán thua hai năm rồi. Bán được cỡ bao nhiêu phần trăm so với năm rồi? Do tình hình Covid này nè. Dạ tình hình cũng như là còn bán chừng 50%. Dạ. Tình hình chung là giờ bán như mà gần Tết mà thấy chậm quá trời, chỉ là bữa nay là 12 tháng chạp rồi ha. Dạ. Mà chợ thấy vắng quá. Vắng lắm. Rồi nó đủ cái tiền thuê mặt bằng, nó đủ cái chi dạ, phí không vậy cô Lam Anh? Chắc không đủ quá à, tại vậy là bù tiền nhà hả? Dạ đúng rồi, bán này là đóng tiền mặt bằng thôi chứ tiền thuế nữa là không có đó. Tiền mặt bằng chắc cũng hơi dạ, như vậy là dạ, phải bù tiền nhà. Dạ đuối rồi. Lúc đó mình nghỉ mấy tháng ở đây? Dạ nghỉ 3 tháng. 3 tháng chợ này ha, chợ dạ. Ông Phú Thuận này ha. Dạ. Đó do cái tình hình dịch bệnh nha các bạn. Do cái Covid này nó hành riết mà ai gặp ai người ta cũng mua bán nó chậm ế ẩm. Dạ. À, thôi cũng chúc cho cô Hằng mau vượt qua cái giai đoạn này. Dạ. Trong cái khó khăn này để mà tồn tại mua bán rồi trong cái chợ Phú Thuận này. Dạ. Chào cô đẹp luôn. Rồi cảm ơn nha cô Hằng. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, yeah, cô Hạnh. Cảm ơn nha cô Hạnh. Dạ. Yeah. Thì cái dòng chợ An Phú Thuận nha các bạn. Dép rồi luôn nè. Bây giờ cái chợ quê
có bán vàng đầy đủ hết nha các bạn. Đi chợ hả cô? Dạ, đi chợ. Năm nay tình hình dịch bệnh mình thấy mình thu nhập sao cô? Dạ có, vì con thất nghiệp mới nhà sao mà thất nghiệp không à? Vậy là lấy gì mà sống? Chồng đi làm ngày làm thuê làm mướn đó. Nhưng mà làm được nhiều không? Dạ ít lắm, như làm hộ nếu khi làm thì không. Làm hộ có bị nghỉ tháng nào không? Dạ có, mấy tháng dịch nghỉ đâu, mới làm ngày nào chứ. Mình có đất vườn gì thêm không? Dạ không. Không, như vậy là ảnh hưởng lắm rồi ha. Dạ. Đủ trang trải cho cuộc sống không? Dạ không đủ. Không đủ. Thiếu nợ tùm lum. Cô ở xa, ở ấp xã nào? Ấp nào? Dạ xã ấp Hòa Thuận. Vậy là gần chỗ Vũ Mập không? Dạ, ở cầu Bờ Gáo chạy vô. Bờ Gáo gần gần chín chín vườn khô không? Chín dạ, bông á. Dạ, xế xế bên đó đó. Dạ. Có hẩm mà mình có đem gạo thì vô cho ông 6 7 gì trong đó. Dạ con dạ không có. Dạ. Có cần không? Có cần gạo đồ không? Dạ có. Có hả? Trong cô tên gì trong đó? Dạ con vợ anh Lừng á, nhà tên Lừng. À vợ anh Lừng ha, hỏi chính bông biết ha, chính điều khô biết ha. Dạ dạ. Thì chợ Phú Thuận rất là rộng nha các bạn. Bây giờ mình lại cái quầy ăn uống nha. Chuẩn bị xa tuốt này nè. Đây cũng có ca nhạc, cà phê đồ. Ai có sửa sang sắc đẹp thì lợi tiệm này tiệm gì đây? Thảo Ngân nha các bạn. Sạch thịt. Chắc này cũng 10 giờ rồi, hay trưa, chợ trưa rồi nha. Thịt của xã An Phú Thuận này nha các bạn. Chợ thịt của xã An Phú Thuận này nha các bạn. Bán đỡ không cô? Rồi, ế quá chú ơi. Ế quá hả? Bán bằng bữa nay là 12 tháng chạp rồi bằng bao nhiêu năm rồi? Không. Nay rất rồi, nó bán ế gì lắm. Mình gửi tới bà con phương xa, những cái người mà ở xứ sở mình hoặc là những người mà ở miền Tây mình coi một cái vùng chợ quê á, một cái điển hình vậy đó. Đấy là bằng năm rồi có bao nhiêu phần trăm? Không, phân nửa à? Vì vậy được cái thu nhập mình kém mà ha. Kém lắm. Bán không có lời chú ơi, lời lắm con. Lý do tiền bạc không có là trái cây hay gì cô? Trái cây thì không có giá rồi. Nếu phần nó bị dịch Covid đó rồi đâu có đi làm gì được đâu. Rồi công ty rồi thì mấy đứa nó không có đi làm rồi. Nó mới làm lại thì đâu có tiền bạc gì. Có tiền bạc gì đâu mà mua ăn uống gì nữa. Cũng là tiện. Cô ở đây là có bị nghỉ tháng nào không? Có. Bao nhiêu tháng cô? Tôi bệnh bị người ta bị ép thăm, người ta lại tâm đồ đó bị cách ly ba bốn như cũng như nghỉ không các bạn. Vậy là đủ cái trang trải trong cuộc sống không? Bán lợi như chữ này nè. Năm nay nó khó khăn muốn chết rồi. Vậy là bù tiền túi vô rồi. Bù con nghỉ mấy tháng trời mà mấy ảnh hân hởm mà hỏi bên xã với ảnh bên ấy thì nó là không có hỗ trợ, nhưng mà bây giờ hồi sáng này nó trên đài nó ra là nó có hỗ trợ đó. Rồi thành ra này tôi làm đơn làm đơn đi hỗ trợ người được có 3 triệu mà. Dạ nó cũng đỡ chút. Dạ vợ được động đó đồng chú ơi, bây giờ người ta ơi cũng chúc cô dịch bệnh nó mau qua nha. Dạ. Mình buôn bán cho nó có thu nhập lại mà cho nó đỡ mấy cái tháng mình bị nghỉ á cô. Dạ. Rồi
chúc sức khỏe. Đầu năm thì cũng chúc vạn sự như ý ha, gia đình được nhiều sức khỏe. Dạ, an khang thịnh vượng nha cô. Mà quên đó cô, chợ này là tên gì? Này Sao Lô. Sao Lô ha. Con đi nha cô. Bán đỡ không cô? Bán đỡ hả? Mùa Covid này ảnh hưởng dữ không? Chợ đắt không? Dạ em mới bán lại, em bán em nghỉ 5-6 tháng rồi. Nghỉ 5-6 tháng là lấy gì sống? Đi nhà có nhiều tiền lấy ra xài hết. Vậy là ảnh hưởng dữ lắm ha. Dạ. Bây giờ đi ra bán dịch nhiều hơn hả? Đúng rồi, bây giờ dịch bệnh dữ hơn. Nhưng mà giá trời cho nó đừng có ảnh hưởng tới cái sức khỏe thôi. Đang cô bác bán Tết á. Mình có tiền xài. Vậy là ảnh hưởng phải bù tiền nhà không? Thì mình có nhiêu mình xài hết, giờ mình kiếm lại nè anh. Yeah. Một ngày mình thu nhập một cái quầy gì là cỡ nhiêu tiền? Ngày kiếm 100 ngàn anh. 100 ngàn chứ không có hơn hả cô? Hơn mà được ăn xài còn có nhiêu đó được em. Dạ. Yeah. Cũng đủ nuôi chồng. Mấy giờ là mình ra chợ này rồi? Dạ 4 giờ. Rồi cái hàng hóa này mình lấy ở đâu? Dạ có người ta lợi người ta đem sẵn rồi chắc cho bán hàng không có đi. Mà cô tên gì của cái chợ này? Tên Thu. Cô Thư hả cô Thư? Thư Rau Cải. Thư Rau Cải ha. Dạ. Thì chúc cô Thư cũng mau vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn dịch Covid này. Dạ em cảm ơn. Để mà trang trải trong cái cuộc sống chứ chuỗi thu nhập kém quá này làm sao có dư giả được. Dạ. Em nghĩ là 6 tháng đúng quá. Nghỉ 6 tháng luôn. Bỏ sạp luôn. Bỏ sạp luôn. Đó thì các bạn ơi, đi đâu thì người ta cũng đều than hết. Than hết nha các bạn. Cái này là cái quầy ăn uống nha, của Hủ tiếu Bà Trinh đây nha. Đó. Ai có đi ngang xã An Phú Thuận thì nhớ vô mua hộp vịt lộn giùm. 40 ngàn một chục. Bán đỡ không cô? Quá ế rồi nè, ế dữ lắm luôn. Bán bằng năm lộ cỡ mấy dương trăm? Sợ tệ dữ lắm, bằng nửa bằng năm rồi à. Chết luôn. Vậy là đủ trang trải trong cuộc sống không? Trời ơi, cũng đã hả, bán đây lớp cửa thể sống rồi. Hôm qua giờ làm lỗ ha, nấm cơm này làm lỗ ha. Dạ. Cái bữa nay nó làm mấy trăm rồi đó. Hết rồi. Đổ. Anh ơi, lại mua mì ế em hả? Dạ. Như tốt, như tốt. Bánh mì mà cũng ế nữa. Em còn ba ổ kìa, lại mua đi. Em dạ. Gửi ra nước ngoài rồi coi. Bánh mì cũng ế nữa hả cô? Ờ, ế, gửi ra nước ngoài coi. Vậy là đi chợ được bao nhiêu phần trăm? Thế mình thấy bên năm của nay là 12 âm lịch rồi nè. Đi chợ được chừng đó 60% nè. 40% hả mai đi vậy? Thì chợ An Phú Thuận cũng bán đủ mặt hàng cho các bạn nha. Đây cá, có cá đồng luôn nha các bạn. Cá lóc này, cá lóc đồng rồi hả cô? Lóc đồng nó nhỏ xíu nè, lương luôn nha các bạn. Thì bán đầy đủ khô cho các bạn. Cái vùng chợ mình bán rất là nhiều. Bán đỡ không cô? Dạ lại ra chú ơi. Bán bằng năm rồi không? Do tình hình dịch bệnh này nè. Ít hơn năm rồi chú ơi. 10 phần bán được chừng mấy phần? Bán chậm hơn. Không có thu nhập không vậy cô? Dạ. Bán đỡ không cô? Cái này như là dưa hấu mà phải không? Trời ơi. Bác em bọc lên nha. Rồi lên bọc lên. Rồi giờ chợ bán đỡ không vậy? Chợ. Gần Tết rồi mà bán được là sao? Là bằng năm rồi không? Hả? Bằng năm rồi không? Hơn năm rồi. Bán đắt hơn. Đắt hơn hả? Sao người kia lại nói ế hơn mà cô nói đắt hả? Tôi bán đắt hơn. Ơi thì mình đắt hơn đây. Dịch bán đắt lắm. Bằng ăn đắt khác. Cô tên gì bán chợ cá này? Dạ con tên Nôi.
Non hả? À, bán đỡ không non? Dạ bán được, không cho tôi hỏi. So với năm gần Tết năm rồi với gần Tết năm nay cái lượng mua làm sao? Năm nay ế hơn nhiều. Ế hơn nhiều hả? À? Nhiều là có bao nhiêu phần trăm? Còn có 10, 10 bây giờ còn bao nhiêu? Bây giờ còn 4 à. Như vậy mình có lời không? Đủ đủ trang trải trong cái cuộc sống không? Đủ sống thôi chứ. Giờ ông xã là người gì mới tiếp cũng bán chung nha. Thôi cũng chúc cô non, cô non hả? Cô Loan. Chúc cô Loan cũng mau vượt qua cái dịch bệnh này để chợ búa nó lại đông hơn giống như năm 2020 cái Tết á. Ông mà vượt qua để mà trang trải cái cuộc sống ha. Rồi. Cảm ơn nhiều cô Loan. YouTube của mình là Vương Quốc Thịnh. Cảm ơn nha cô. Ở chợ cô bán cái gì mà rửa xô này? Dạ bán dưa mắm chú ơi. Rồi bán đỡ không? Dạ ế lắm. Thu nhập được đỡ không? Ế. Ế hả? À? Dạ. Vậy là đủ sống không? Lắc lắc được. Lắc lắc được chứ không có dư rồi hả? Dạ không. Ế mà dư gì? Ế không làm vốn là hơn lắm đó. Thôi mình cũng chúc cho mau hết dịch bệnh để mà cô thu nhập được tốt hơn. Dạ. Rồi chợ búa nó đông hơn, bây giờ nó còn bao nhiêu phần trăm nếu người ta đi chợ vắng quá nè. Dạ, cỡ 40 rồi hả chú ơi. Dạ. Còn quên nữa, cô tên gì ở đây? Dạ. Tên gì? Người ta kêu phần mắm không à chú ơi. Dưa mắm hả? Dạ. Dưa mắm mà sao đẹp vậy? Đó thì cái chợ An Phú Thuận rất là rộng, như các bạn bán cũng đủ đồ hết. Đi chợ anh? Đi chợ anh? Mua gì đó? Dạ. Cái tình hình dịch bệnh này nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống mình nhiều không anh? Cũng chút đỉnh. Nó có thu nhập rồi làm ăn rồi nó có bị ảnh hưởng không? Có chứ. Thì kinh tế cũng ảnh hưởng đi. Ảnh hưởng. Bán không có cao mà lại đồ lại mắc hả cô? Như vậy là mình có làm cho mình khó bán không? Khó bán chứ. Khó bán. Cái cây của người ta bán ra được rất rẻ. Đồ ăn thì lên giá, mình cứ do nó bán được là cái cũng khó. Cái cây giờ nhãn còn gì cái nọ không có mấy ngàn, giờ bỗng mấy ngàn chứ. Mấy ngàn cô nhãn Thái đó cô? Như vậy là người ta đủ tiền phân thuốc sâu vật tư rồi. Vậy là người ta không có lời. Như vậy mấy người ta mới đi mua đồ ăn và kép. Dạ. Còn mình ra đồ ra chợ mua những lên trên 10 chậu 1 khẩu cái gì lên chứ. Dạ. Đậu gì cũng lên hết trơn á mà. Cái cây thì nó sụt lại bởi vì giá bây giờ. Ổi được có giá không? Ổi bây giờ cũng sụt nữa, cái gì cũng sụt chứ. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi đi chợ cô. Đi chợ cô. Thì thôi cũng quên nữa cô tên gì chợ này? Tên Phụng. Tên Phụng hả? Thôi cũng chúc cô Phụng mau dịch bệnh đi qua nha. Dạ. Rồi để mà chợ mình nó đông vui hơn. Dạ. Bán được nhiều. Cô mua giùm đi cô. Bảy mua giùm bảy. Chợ của mình bán dừa khô. Rồi bánh tráng. Dừa khô thường thường đi chung với bánh tráng nha các bạn. Đó, bánh tráng đủ loại nha. Chợ An Phú Thuận. Này, rau cải đầy đủ, mặt hà nha các bạn. Cái chợ quê cái hàng hóa rất là phong phú, chanh đồ đầy đủ, bánh thêm mùi đó.
Thì quần áo bây giờ rất là nhiều chứ không phải giống như cái thời bao cấp mà đó. Đó thì cái quầy ăn uống của cái chợ trong chợ An Phú Thượng nha các bạn. Ai có ghé đây thì ủng hộ giùm bà con bánh mì cũng than é luôn. Do tình hình dịch bệnh cái đường này đi ra được. Còn cái đây là công an xã An Phú Thượng nè. Còn đó là cầu An Khánh đó nha các bạn. Thưa quý vị, vừa rồi là những cái hình ảnh của cái góc chợ An Phú Thượng mà Quốc Thịnh vừa trình bày cho các bạn xem. Đến đây Quốc Thịnh xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái video này của Quốc Thịnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Cảm ơn.